Thì hôm nay á, thì gia đình đặc biệt là ba mẹ của thầy Thiện Tấn có mời thầy Thiện Tấn đi về để họp gia đình, và kênh cũng là người hiện diện ở đây ghi lại toàn bộ sự việc. Thì có thông tin á, ban đầu thì nghe đâu là anh em gia đình bây giờ đã muốn làm giấy để mà cũng như là cho chia ra cho thầy phần đất ở trên trên cốc đây. Thì đây thì mình nghĩ đây cũng là một cái duyên lành, nếu mà để đi mua đất á, thì cả một sự gian nan, tại giờ lực pháp hiện hành cũng chặt chẽ đó, cho nên không phải là mình mua làm dễ là mình xây dựng đâu, nó phải đất phải có thổ cư. Nếu mà mua đất ruộng mà lên á, rồi mình nghe đâu thông tin không biết có đúng hay không, thì sẽ khó mà cất được nhà. Kính thưa quý khán giả, quý Phật tử, quý thầy, quý sư cô gần xa, thì hôm nay con cùng với thầy cũng đang về đây gặp hai bác là ba mẹ của thầy. Thì để mà cái cuộc gọi gì hôm nay là để mà giao cho thầy làm giấy tờ để giao cho thầy phần đất, là không muốn, cũng như cô chú không có muốn thầy phải đi ra ngoài để mà tự sống mà tự lập thất nữa, đúng không cô chú? Dạ. Thì cô chú cũng đã xem được video á, thì nói chung á, ba mẹ nào không có hậu dữ nào nở ăn thịt con, thì giận thì nói vậy, nhưng mà rất may là trời Phật cũng thuyên chuyển, thì cô chú đã gọi thầy về mà để bàn giao. Và không phải là nói bàn giao bằng giữa thỏa thuận miệng với nhau, mà cô chú đã làm một cái giấy cũng như là cái giấy mình có trường ấp và đã cũng đã ký, và kể cả kênh cũng đã ký là người làm chứng. Thì cái giấy này là giấy bàn giao đất. Thì mình cũng xin đọc với mọi người nghe: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy cho đất tôi tên Võ Văn Đực, phải không chú? Võ Văn Đực, ngụ tại ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông, Đức Hòa, Long An. Hiện nay tôi làm giấy đất cho con của tôi là Võ Văn Cò, phần đất cốc tu tại gia, diện tích đất là ngang 10m², dài 40m². Nguyện vọng của tôi là phần đất trên sau này thuộc quyền sở hữu, quyền sở hữu được không được sang nhượng hoặc mua bán, là cũng như là chú cho chứ cho thầy, chứ thầy không được sang nhượng hoặc mua bán, đúng không chú? Cái qua là này, để nhất là thiếu này, bác nói qua vấn đề này nè. Dạ. Lấy dụ con bác là nó Phật. Dạ. Nó thờ Phật. Lấy dạ. Dụ qua phần Phật tử nào thế vô được cứ thế. Dạ. Còn nếu mà không ai thế thì cái chỗ này cũng để cho bác đốt nhang khói. Dạ. Không được sang nhượng đi đâu hết ráo. Dạ dạ. Đó, thì bác yêu cầu chỗ này là bác nguyện vọng là ngay chỗ này. Dạ, thì đó. Bây giờ cứ thầy cứ đây tu là suốt đời. Dạ, chứ không được mua bán hoặc sang nhượng, đúng không chú? Dạ. Thì hôm nay là cũng như con xin quay hết video này lên, thì đây cũng là một cái lời nói của chú để chứng thực với tất cả, không phải riêng con. Nó đôi khi giấy tờ nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà con nghĩ là con tin chú, hãy nhờ cậu chú cứ về. Thì chú có biết là có thông tin đó, nói là hồi xưa là cũng như ở đây nó như có một cái yếu tố ngoại cảnh á, như chuyện gia đình chú thì con không muốn nói nhiều. Thì hôm nay thì chú là vì sao mà chú lại kêu thầy về? Bởi vì gia đình của tôi thì có một thằng con thôi. Dạ. Vì trong khi nó mà hầu thì nói kêu tôi nó có gia đình riêng á, và dạ. Gia đình thì không đồng ý. Dạ. Thành ra không có như là để lo cho nó, bỏ cho nó, bị gia đình không đồng ý mà. Dạ dạ. Bỏ cho nó sống cho nó biết. Dạ. Thành ra bây giờ con nhỏ nó với nó giờ không còn nữa. Dạ. Rồi, chú cho con hỏi là lâu chưa chú? Nhỏ này với nó hả? Dạ. Lâu rồi. Dạ. Rồi bây giờ là tôi thấy là các Phật tử là để mua chỗ cho con ở, tôi làm cha mà tôi để con đi thì cũng đau lắm. Dạ. Thành ra tôi kêu con về đây. Dạ. Cho con tôi ở đây là suốt đời, ví dụ có Phật tử nào thế cái ở đây. Dạ. Chứ không được dần cái này, bị nguyện vọng tôi ngày xưa giờ tôi mong muốn cái này. Dạ. Bây giờ bả mẹ nó thì bệnh đau là vấn đề là lớn tim, là thiếu máu tim, máu não, rồi lớn mạch. Đôi khi bả mệt. Dạ. Tôi nói sự thật, khi ban đêm bả nằm của mình nè. Dạ. Bả mệt khi chết tôi cũng không biết nữa. Dạ. Khi nửa đêm tôi phải điện ra hỏi bà có ba khỏe không. Dạ. Tôi mong muốn con tôi về đây nhờ các Phật tử với các sư thầy để gom góp để lo cái cốc này, cho nó trở về đây cho nó ấm cúng đi, về đây nó thờ tôi. Dạ. Ăn có để cho bả gì tổng ban đêm hôm có tôi mới biết được. Dạ. Nguyện vọng tôi là vậy thôi. Dạ. Còn giờ con tôi giờ nếu tu vậy tôi cũng mong muốn con làm sao
để xã hội ta đừng cười chê. Mình cứ đi ngay con đường đi thẳng đã, cái mình đã lỗi lầm hết lần rồi, đừng nghĩ cái tới cái đó nữa. Mong muốn con cái chú có thể nói là lỗi lầm gì không chú ha? Lỗi lầm đừng có ngoài đời nữa, đã mình đã lỡ hết lần đó, vợ con nó đấu với mình vậy rồi. Dạ. Đừng nghĩ tới à, cũng như là trước khi mà đi xuất gia là thầy cũng đã có gia đình. Dạ. Thì nói chung là cái chuyện đó thì cũng không ai muốn. Nói chung là cái chuyện đó là bình thường vậy chú, tại vì thôi bây giờ á con cũng xin phép chú vậy nè. Thì xuất gia mà nếu mà các thầy đôi khi nó cũng là cái duyên cái nợ, nó phải trải qua như vậy. Thì thầy nhiều khi cái lúc mà thầy còn nhỏ ha, đến khi mà lập gia đình mà tuổi mà thanh niên á, mà có gia đình đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi cái duyên nó đến, nó phải đi xuất gia, phải xa lìa mọi sắc dục á, thì con nghĩ cái chuyện bình thường, rất là nhiều cái tu sĩ vẫn vậy. Nhưng mà quan trọng cái đường tu của thầy như thế nào mới quan trọng. Thì con cũng nói với chú, con rất vui là hôm nay chú đã gọi thầy về. Và hiện giờ cũng có con là kênh đang giúp đỡ thầy. À, con cũng là người một nhịp cầu nối để kết nối thầy với tất cả các Phật tử thôi, chứ không phải là con cũng không có đóng góp gì cả. Thì nghe thầy thay nghe mà chú kêu thầy về mà để giao đất á, con rất là mừng. Và cũng có giấy tờ hẳn hoi như nãy con cũng vừa đọc. Thì chú có lời gì nhắn gửi cho thầy hiện tại và sau này? Thầy đây. Dạ. Thì theo chú mong con về đây để thờ phượng Phật. Dạ. Rồi mình lo nhang khói cho Phật. Dạ. Đó, rồi cái lo làm ở đây rồi nhờ các Phật tử để mà lo cho thầy ở đây để tu tại chỗ để nhang khói. Chứ giờ ở đây mà nếu không có tiền bạc nhang khói thì buộc phải đi ra đi làm kiếm tiền. Cha mẹ thì bệnh đau, cũng nghèo khổ, tiền đâu có để giúp cho con. Ví dụ giờ về đây ở, con thấy giờ nhang khói hàng ngày, điện đài, nước non, hàng tháng bạc trăm. Giờ ngầu đi không làm sao có tiền, thì đó chú cũng mong muốn các Phật tử giờ cái quyên góp cái sao có tiền hàng tháng ở đây nó tu tại gia. Thì cái hàng tháng ví dụ điện đài ta vô phải gom nước, tiền nước rồi không có là buộc phải ra đi làm nữa. Yeah. Nó cũng khổ đó, thì ba chú thêm mong muốn vậy đó. Yeah. Thì con cũng xin thưa chú đã nói vậy thì con cũng xin thưa luôn. Con xin hỏi ý kiến hai bác trước. Thì bây giờ vậy, con nói chung là con hiểu hoàn cảnh gia đình mình hết rồi. Thì con cũng xin thưa với hai bác, thí dụ như hai bác cũng đã ký là cho không, là cho thầy. Nhưng mà riêng con á, thì con muốn vậy nè. Thôi thì nó giống như là bác cho thì con muốn thầy á, thì cũng như là đền ơn lại, cũng như là tấm lòng đền ơn lại cha mẹ một tí để mà mua thuốc thang dưỡng già. Thì sau này nếu mà chú có thí dụ như của mình sai lỗi hẹn á, thì trên video này thì mà gia đình mình ha, bất cứ ai mà sở hữu mà rào tới miếng đất này á, thì phải đền gấp 10 lần số tiền mà con cũng như con mua rẻ lại cho bản thân thầy con đó. Thì đây là con xin mời thầy ơi, thầy trao đây là số tiền. Chú nói con với thầy nè, thì bây giờ con của chú á, chú muốn cái đây là một cái cốc. Từ xưa giờ chú làm cha, chú kéo con chú về đây để thờ phượng đây được là chú mừng rồi. Vấn đề tiền bạc thì là chú không có nhận. Dạ không chú, cái này là con nói để con nói hết là chú sẽ con chấp nhận với con. Cái này là không phải là con cho ha cái gì hết, mà cái này là cũng như là con thay chú đã hiến đất cho thầy, thì con muốn thầy á làm một cái chữ hiếu cho nó trọn vẹn để mà nó trọn cái đường tu. Nếu mà một người thầy mà không trọn cái chữ hiếu, với hai nữa cô chú bây giờ cũng già mà có một mình thầy là một đứa con trai đúng không? Dạ. Thì bây giờ á thầy lo tu thì chắc chắn là khỏi sẽ không chăm sóc được cha mẹ được. Thì ở đây con tin á, con những việc gì con làm á, đều khán giả chắc chắn là sẽ hiểu cho con. Vì con muốn như nè, con muốn thầy tập trung vào tu, và con muốn đất này nó vĩnh viễn, cũng như là để khán giả của con, khán giả của con là yên tâm. À, nếu mà sau này ổng có lấy lợi thì ổng trả gấp 10, cũng như vậy để cho nó yên tâm. Nhiều khi miếng giấy này nhiều khi nhiều người vẫn không tin, con muốn vậy thôi. Thì cũng như là con muốn là Hùng lại mua rẻ lại. Nếu mà sau này thí dụ như có một cái ngoại cảnh nào đó
thì muốn lấy lại miếng đất này thì phải trả gấp 10 lần số này. Con chỉ muốn vậy thôi. Cũng như là thôi thì chú, cũng như là chú đừng có nghĩ gì sâu xa hết. Thì cái này cũng như là một phần là báo hiếu, một phần là của thầy là cũng muốn gửi lại để mà cô chú được uống thuốc thang thôi. Chứ nhiêu đây uống nó không có đủ chữa bệnh nữa. Đó. Ý con là vậy, không biết chú có nghĩ sao? Con nói vậy chú có ý như thế này. Dạ. Bây giờ chú chấp nhận cho con chú lấy một đồng cũng mang tiếng. Dạ. Chú tuy rằng đã ra đá khổ rồi. Dạ. Cũng lỡ khổ rồi. Dạ. Đó bây giờ con cái mà về đây được là chú mừng. Dạ. Cái nhà sư Phật tử giúp cho con chú. Dạ. Có cái điều kiện tu bổ được cái này là chú nguyện. Dạ. Vọng chú mừng lắm. Dạ. Vấn đề này chú không nhận một đồng cũng là mang tiếng. Dạ. Nói gì chú yêu cầu không có nhận cái đồng này cái để cho thầy lo tu bổ đây cho sạch sẽ rồi để thờ phượng đây là được rồi. Dạ dạ. Thì mọi người cũng vừa nghe chú tâm sự rồi đó. Thật sự là mình cũng có đưa trên tay mình là cầm 50 triệu cũng muốn là đưa cô chú uống thuốc mà cô chú đã không có nhận. Thì thôi là cũng như là đó là cái tấm lòng cha mẹ. Thì mong mọi Phật tử khán giả khắp nơi á thì hiểu cho hai chú và cô ở đây. Thì thật sự là đây là cái tình cảm đó, mình nói là máu mủ ruột thịt là anh nằm ở đây. Tình cảm là cô có gì muốn nói với thầy không cô? Cũng như ông nói nha, chứ tôi không biết gì đâu. Dạ, dạ. Cô cũng đồng ý phải không cô ha? Con à, cũng muốn, đồng ý muốn, như ổng nghe tôi nói thôi chứ tôi cũng không nói vậy đâu. Dạ. Ông nói sao thì tôi... Thôi mà cô chú cho con hỏi thêm á. Cô chú hiện giờ là ở riêng hay là ở với ai ha? Ở nhỏ gốc giờ nó có mình nói giờ từ hồi nào giờ nó đi tu rồi nó làm vậy rồi ở mình rồi về ở nhỏ cái Úc. Dạ. Giờ nó về nó tu đây thôi giờ cũng mừng được có chỗ ăn có ở cho nó được rồi. Dạ. Con nó đi rồi cũng đau lòng sốt ruột lắm. Dạ. Nhưng tại hoàn cảnh phải chịu giờ thôi giờ các cái nhà sư Phật tử đồ gom góp cho nó về lo được thầy con nó về đây là mừng cái lắm rồi. Dạ. Bây giờ nó lo cái thân nó đi. Mà khi mà chú xem được cái clip á mà con đăng lên á thì trong lòng chú lúc đó nghĩ gì chú ha? Bì nó quay nhiều cái clip lắm con ơi. Dạ. Nhưng mà chú nguyện vọng của chú là yêu cầu các cái nhà sư thầy Phật tử mà lo được về con của chú về là chú quá mừng rồi. Dạ. Chứ không nghĩ gì ngoài clip đó. Bây giờ nó như muôn màu cũng dễ lắm. Dạ. Người dày người khác nó mình biết đâu mà đo lường. Dạ. Thì giọng ba chú có nhiêu đó vậy không? Dạ. Thôi thì con cũng cảm ơn chú và cô cũng đã tạo hết mọi điều kiện và cha mẹ tạo điều kiện để cho thầy quay về đây và nói chung không ở đâu bằng nhà mình. Dạ. Bây giờ con có nơi mua cho thầy ở đâu nó cũng vậy. Nó sẽ không bằng. Thì con rất là cảm ơn. Nói chung là một cái điều đó. Thầy ơi. Thầy có chịu về đây hay không thầy ha? Dạ, thì quý vị cũng đã nghe thầy nói rồi. Thì thôi thầy, cái này là con tha thiết, cái này mình làm cho nó trọn bây giờ ha. Con nghĩ vậy nè thầy. Bây giờ cha mẹ cũng đã ơn nghĩa sinh thành rồi. Thì con cũng xin phép quý Phật tử cho thầy trọn cái một cái chữ đạo đi. Cái đạo làm con. Thì ba mẹ thầy bây giờ cũng già quá rồi, bệnh đủ thứ hết, không phải lo cái gì được. Thì bây giờ nếu mà thầy cứ thầy đủ mà ba mẹ thiếu thì thầy chắc chắn là lương tâm một người, bất cứ người con nào cũng không nực nổi. Thì con xin thầy trích ra một phần nhỏ, thì thầy cứ cầm và trao cho ba mẹ để mà lo thuốc thang, để tròn chữ hiếu. Con tin là Phật tử đều hiểu và đều muốn thay làm những điều đó. Thì giờ thì nói như thế này, nhưng mà cha mẹ nói như vậy thì để nó đi. Dạ. Chứ sao được. Dạ, dạ. Vậy là mọi người ơi, thì thật sự là mọi người đã hiểu cho gia đình thầy rồi đó. Thì bây giờ thôi thì mọi việc nó đã xong nha mọi người. Thì bây giờ thầy sẽ quay về cốc và... bắt đầu là mình sẽ khởi móng khi xây dựng luôn hả thầy ha. Dạ. Thì con cũng thay mặt quý Phật tử khán giả trên trên kênh con và kênh của anh Tâm thì xin cảm ơn tấm lòng của cô chú
đã nghĩ đến Phật Pháp. Đầu tiên là nghĩ đến Phật Pháp, tại đây mình có thờ Phật, nghĩ đến Phật Pháp. Sau đó là nghĩ đến tất cả các chúng sinh. Sau nữa là nghĩ đến con mình là thầy. Dạ, thì con xin gửi lời đến chúc hai bác thật nhiều sức khỏe. Con biết là hiện giờ hai bác rất bệnh rất là nhiều. Dạ. Bệnh bá đợt rồi cũng tay biến nhẹ, bác chở chích kịp. Dạ. Chứ không thâu rồi bác cũng liệt như rồi. Dạ, thật nhiều sức khỏe rồi thân tâm cũng thường lạc. Dạ, cũng mong Phật trời Phật phù hộ độ trì cho hai bác. Dạ, luôn luôn sống để mà vui bên thầy, vui bên các con, các cháu. Dạ, con cảm ơn. Hôm nay là con rất là xúc động khi mà con cầm được cái tờ giấy mà cho đất như vậy, con rất là xúc động. Dạ, cảm ơn hai bác nhiều. Chú nói thì cái con bả bây giờ lấy dụ thầy hoàn cảnh đi vậy đó, giờ thờ về bả bệnh vậy, bác chú cũng mong muốn bả đau đốt nhang cho Phật rồi phù hộ bả sống bền với con cái. Dạ. Bác mong muốn dữ lắm chứ không phải mà để cho con đi về đâu. Dạ. Giờ bả bệnh đau để cho nó về, nó thờ nhang khói khi bả ban đêm ban hôm bả mệt khi rồi không có đốt nhang nữa. Dạ. Rồi khi cũng mượn nhỏ em sát bên ra đốt giùm luôn đó. Nó hoàn cảnh cũng khổ lắm chứ không phải sung sướng đâu, mà con đi vậy cũng cắn rứt lắm. Mà dạ, giờ bữa nay rồi nhờ các sư thầy, các Phật tử gần xa rồi gom góp được như vậy là chú mừng dữ lắm rồi. Dạ. Dạ, thôi con cũng xin cảm ơn. Dạ, nói chung là cô Phật rồi quay về Phật. Dạ, con chỉ nghĩ vậy. Dạ, con cũng gom hai bác. Nói chung là chắc Phật tử khắp nơi sẽ rất là vui, rất vui đón khi đón nhận những cái tin này. Thì con rất là chân thành. Dạ, một lần nữa con thay mặt Phật tử trong nước và ngoài nước luôn chúc các hai bác luôn mạnh khỏe. Dạ, thân tâm thân lạc. Dạ, dạ. Cảm ơn các sư thầy nhiều gần xa hết ráo. Dạ. Với các Phật tử giúp cho được con tôi được về, tôi quá quý rồi. Dạ. Gia đình là mừng lắm. Dạ.